ven kênh Cam Ranh. Theo quy hoạch, khu một thuộc các xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông rộng gần 648 ha, quy mô dân số 120.000 người. Khu này được định hướng trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, khu 1 được định hướng phát triển với các trung tâm thương mại, dịch vụ tập trung, trở thành trung tâm về hành chính, thương mại dịch vụ, du lịch của thành phố Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa. Tại khu vực này, có 374 ha được quy hoạch đất ở, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc. Đất công trình công cộng được quy hoạch 62 ha bao gồm các trụ sở nhà nước, trường học, trung tâm văn hóa, y tế. Trong đó có 4,6 ha quy hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng gắn với không gian biển. Ngoài ra, còn có quy hoạch đất cây xanh, mặt nước là phần lõi phát triển chung toàn dự án. Phần còn lại là đất công viên chuyên đề, sân golf, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Khu 2 rộng gần 395 ha thuộc các xã, phường Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú với quy mô dân số dự kiến khoảng 60.000 người. Đây là khu vực được định hướng phát triển về không gian đô thị, điểm nhấn về đô thị sinh thái, tích hợp cho thành phố Cam Ranh. Khu 3 rộng hơn 454 ha thuộc các phường Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa với quy mô dân số dự kiến khoảng 80.000 người. Khu vực này có định hướng phát triển về nhà ở đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, các sở ngành liên quan rà soát tất cả các dự án đầu tư công trong phạm vi ranh giới đô thị mới Cam Lâm do đơn vị mình quản lý. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án. Đối với các dự án nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thành phố Cam Ranh kiểm tra, nghiên cứu nội dung đề xuất của nhà đầu tư tại dự án nhà ở xã hội tại phường Cam Nghĩa rộng 83 ha, hai dự án khác tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm cũng thực hiện niêm yết quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 để lấy ý kiến cộng đồng. Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới 14 đơn vị hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích gần 55.000 ha. Mục tiêu của quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm là xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo, có tầm cỡ thế giới. Vùng đô thị sân bay Cam Lâm trở thành một khu vực đóng vai trò cửa ngõ quốc tế đến và đi Việt Nam với thế giới trên cơ sở hoạt động của sân bay quốc tế Cam Ranh. Lấy ý kiến quy hoạch đô thị mới Cam Lâm.